Mến chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình được anh Thấm rủ lên nhà chơi. Và anh Thấm dẫn mình ra cái vườn sầu riêng. Và Chôm Chôm thì bây giờ mình qua bên vườn Chôm Chôm trước. Mà Chôm Chôm này thì nước mặn cho nên nó cũng bị sơ sát nhiều quá. Đây là Chôm Chôm của vườn của anh Thấm nè cả nhà. Mình mời cả nhà ăn Chôm Chôm nha. Chôm Chôm nước mặn. Cảm ơn bà cô chú. Giới thiệu với cả nhà, đây là anh Mèo. Xin giới thiệu cả nhà nha. Bữa nay mình xuống đây chơi với ở vườn của anh Thấm nè. Đây là vườn của anh Thấm. Anh rủ mình đi xuống đây tham quan vườn của ảnh. Đây là vườn Chôm Chôm, chút nữa anh dẫn qua bên vườn sầu riêng nữa. Giờ mấy anh chị em cô chú rồi về đi theo chân mình ha. Tên kênh của mình thì cuộc sống thường dân Google các bạn. Đây theo chân mình đi. Cuộc sống thường dân ha anh. Để mình giới thiệu cho cả nhà anh chủ vườn Chôm Chôm này nha. Hôm nay mình được anh Thấm rủ lên nhà chơi. Về vườn Chôm Chôm nhưng mà năm nay thì do thất mùa nên Chôm Chôm nó ít lắm. Có đủ ăn thôi chứ không có bán. Tại vì năm nay còn sống được này là mừng lắm á. Chứ thường mấy vườn kia là đốn hết rồi. Năm nay là thất mùa. Vườn Chôm Chôm của anh Thấm á, gốc mà chắc vườn Chôm Chôm này khoảng được bao nhiêu năm rồi? Chắc khoảng mười mấy 20 năm rồi đó. Hàng chi gốc nào gốc nấy lớn quá trời luôn. To nhưng mà xui là hôm nay nước mặn. Nước mặn chứ nếu mà nước không mặn là chắc trúng mùa luôn ha anh Thấm. Mười mấy 20 tấn là bình thường. Dạ. Nhìn nó sơ sát bởi vậy ảnh hưởng của nước mặn nó sơ sát rồi. Nhưng mà nó không chết được là mừng lắm. Dạ. Bây giờ mình dẫn các bạn ra khỏi đây chút xíu. Thì tới cái vườn sầu riêng, là coi như nó thành công. Dạ. Nên là nó không bị chết và nó trái cũng nhiều. Dạ. Trái nhiều. Đây mời các bạn theo chúng mình nhé. Mình đi ra đây nè. Qua khỏi chỗ này là tới rồi đó. Anh Thấm thì có một cái kênh YouTube là Bác Sáu Thấm Miền Tây. Cả nhà mình muốn ăn sầu riêng sạch thì hãy liên hệ với anh Thấm qua bên kênh YouTube của ảnh nha. Đây năm nay có bỏ sơn chưa cái này. Đây là Chôm Chôm không phân thuốc nè. Bữa nay anh Thấm rủ mình lên vườn Chôm Chôm của anh Thấm chơi. Thì nãy giờ mình đi vòng vòng thấy cũng được một nón lá rồi nè cả nhà. Bữa nay mình mời cả nhà mình ăn Chôm Chôm nha. Lọc cái miếng cái. Ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú. Nếu mà trái nó đỏ như vậy là nó chín rồi đó ông bà cô chú. Nếu mà nó còn màu xanh là nó chưa có chín nha ông bà cô chú. Ông bà cô chú ơi, để bây giờ con mở ra cho ông bà cô chú coi. Ăn luôn con cả. Đó ông bà cô chú coi nè. Trời ơi ngon. Ngồi ăn đi. Cáp đi mãi nha. Chôm Chôm này không có phân thuốc gì hết. Mùa nước mặn mà còn Chôm Chôm vậy là quý dữ lắm rồi nè. Chôm Chôm nước mặn cho nên trái nó cũng không lớn không. Ê. Ôi, thấy dữ hả? Ok rồi.
đi qua bên kia hái sầu riêng. Bẻ chim chim mấy con bẻ ấy, bẻ. Không mà cái chung ngoài đây ăn không bằng kia mà cây kia nó ngon. Chim này chín rồi. Để em coi cái trái chín này thử nó sao. Mèo leo cây rồi té. Không té té cây té xong. Ồ, dữ ta. Không. Cho nên có qua bên miền Tây Ninh đó, miền Đông có. Không đây nó bên đó thì có nhãn với lại cũng chôm chôm, tự nhiên cũng có. Bà cô chú cũng hái chôm chôm giúp con. Thôi khỏi ăn cơm. Bẻ hồ nón lá xanh đi con nặng. Thôi hay dữ hả, bỏ vô. Bỏ luôn. Thịt món lá luôn. Bỏ lại cho làm nửa ký rồi. Cái gì nửa ký anh mèo? Giờ mình đang tới cây chôm chôm Thái mà cũng đang chín luôn nè. Tên đâu chị Kali? Nè nè Bích. Mẹ gỡ cái cho con. Nè chôm chôm này con. Mát lại con. Chưa to không lẹ. Ừ, trời ơi. Rồi tới chôm chôm Thái nè. Nó ngọt mà nó giòn ha anh mèo. Chôm chôm dễ bẻ quá ha. Lâm châm Thái á, thì cái gai nó dài hơn lâm châm thường. Mà nó lại nó tróc nữa, với lại nó giòn hơn lâm châm thường nữa. Lâm châm Thái ăn ngon hơn châm lâm thường. Mời cả nhà ăn châm châm Thái nha. Nè con. Bữa nay anh mèo trúng mánh nè. Chôm chôm Thái à. Để mình hái thử cái trái chôm chôm Thái mà bằng nó non á. Nó cũng hơi dài dài nè, cây nó ra làm sao. Đâu chị khui thử tới đó kìa. Chôm chôm Thái mà nó còn hơi xanh xanh vậy nè, là cái cơm của nó rất là giòn luôn á. Mà không biết nó chua không nữa. Cái vườn, cái miếng đất này nó dài quá trời luôn nên cháu mình đi hết xiết. Tóc lắm rồi. Rồi tiếp tục. Bữa nay mấy chị em mình được trải nghiệm vườn chôm chôm đã quá cả nhà ơi. Bé đi muốn hết nổi rồi bạn ơi. đã cõng không nổi mà còn thêm giác nguyên chùm chùm chùm. Trời ơi, tới vườn sầu riêng rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình đã tới vườn sầu riêng của anh Thắm rồi nè cả nhà. Cái vườn sầu riêng này là nó vừa trời chịu một cái trận nước mặn, nhưng mà do ba của anh Thắm có làm cái đường nước để tưới sầu riêng á, chắc là nước ngọt cho nên là được giữ vườn sầu riêng nè. Quá trời vườn sầu riêng trái hết biết luôn. Đếm không hết luôn á. Trời ơi, vườn sầu riêng này là sầu riêng ghi sáo nè. Trời ơi, trái quá trời luôn. Công nhận ba anh Thắm chăm sóc cái vườn sầu riêng này kỹ thiệt. Tên đầu mình cũng mới được sầu riêng luôn nè. Quá trời sầu riêng luôn nè. Đây là vườn sầu riêng của em của anh Thắm. Thì sẵn đây cho em hỏi luôn á anh. Cái vườn sầu riêng này được mấy năm rồi anh? Được 5 năm rồi. 5 năm. Này là mới trái chiến luôn hả? Trái đầu tiên. Trời mới cái trái đầu tiên mà cả nhà xem nè. Quá trời trái luôn. 5 năm mà cây nó cũng lớn rồi. Ôi, anh cái này là nó sắp già chưa anh? Nó tới gần này nó mới đúng độ tuổi để cắt. Mà thường thường sầu riêng là mấy tháng mình mới cắt? Nó là 100 ngày. 100 ngày. 3 tháng 10 ngày. Vậy là từ ngày xả nhị cho tới ngày cắt là 100 ngày. Anh, em thấy đi vô từ ở nhà đầu đường vô trong đây em thấy mấy vườn sầu riêng á, nó cũng rụng lá quá trời mà sao anh giữ được cái vườn sầu riêng này mà sum xê mà lá xanh mướt mà trái quá trời anh. Cái này cũng không biết nói sao, do mình canh tác với mình xử lý nước hay sao? Tại vì em thấy mình vừa rồi mình bị lợi nhân hòa nhờ có trời đất cho nữa một phần. Với một phần là mình chăm sóc. Dạ. Chứ không phải là nó kết hợp nhiều thứ lắm. Dạ.
Này là mình trồng vườn này là sầu riêng gì anh? Ghi sáo. Ghi sáo hả? Là ghi sáo hết. Chứ không có thái hả? Không, không có tầm thái. Có khu tầm thái nhưng mà khu này là tầm ghi sáo hết. Trời ơi, cái nhà coi là riêng mới có 5 năm mà trái nè. Cái này mà nên mà thu hoạch là hái mỗi tay luôn á. Anh, cái này nó cũng nằm ở cái trái cũng đều đều ha anh. Nó không có... Dạ. Nó đều ghê luôn nè, nó không có... Dạ. Nó đều hết sức luôn, trái nào như thế nấy luôn nè. Quá dữ sừng hồ riêng luôn. Tại em thấy ở đầu đường ta nó rụng lá hết trơn à. Nó bị trái lá, bị trái nhiều lắm. Dạ. Mình phát hiện đây có trái sầu riêng nè cả nhà. À, đây có trái sầu riêng vừa rụng luôn nè. Bởi vì nghe cái mùi thơm thơm mà không biết ở đâu. Rụng mà nó dính lá tùm lum ở đây nè. Vậy là vườn sầu riêng này nó cũng đang sắp vô gia thu hoạch rồi. Quá trời luôn. Hai cái cổng này khác vậy mà không ai đưa tiền đó. Muốn vào vườn sầu riêng rồi phải qua giai đoạn này nè. À, muốn vô vườn sầu riêng là phải chung vô lỗ vậy nè. Đó. Không biết. Người ta qua được, thằng em qua được không á thằng. Em qua không được cái chết chứ. Đó rồi giờ người thì đi tước rồi đạn rồi tải sau nè, giờ em đưa đạn qua bờ thôi chụp nè. Thôi, với chị ghê quá. Đi gì được không biết. Đạp xuống. Đánh gì không? Dạ đạp với chị xuống. Wow. Anh coi cái đầu anh đó nha. Hạ cái mông xuống. Hiểm quá đi. Hạ cái mông đây đó. Hạ cái mông đi dưới cái áo. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ừ, chắc tao qua nó dễ dàng không? Không thấu từ từ nha. Không qua từ từ. Ê, mày đang đi vô một cái vườn sầu riêng. Dạ ơi. Dạ. Bây giờ lại mày rước đầu coi. Phụ thêm hai ba người phụ dở dở cao cao cho phụ nữ qua coi. Bưng 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 không không. Bây giờ là phải kiếm lắm mới có mấy cái đường này để đi. Nè, lại đây mẹ kêu qua. Để chưa qua cái nhà. Từ từ hàng giờ hàng rào á. Từ từ. Để cho đứng dưới giò đi. Coi cái giò lại. Sao được? Đưa cái đầu vô trước á. Chung qua đi. Ôm nó chạy qua nào. Từ từ nha. Coi chừng thằng cái chị dưới giò nữa nè. Rồi bò vô. Bò thắp xuống hết chân, thắp cái đít chân. Không qua được mà. Thắp xuống nữa. Rồi chị vô. Tới mẹ này. Kiếp coi. Mấy chục năm luôn chưa đi được ngày á. Không, kiếp coi cái gì. Không sáng xuống, khẽ sáng xuống. Phần đó, cái đó là phải dở cao lên cho em nghe. Nó không bóng, nó bóng cho em. Phải chui qua cái lỗ như thế này nè. Nè, đây là nhân vật chính nè. Chủ vườn rào kỹ quá cho nên là giờ vô không được. Rồi, an toàn. Hạ cánh an toàn. Hạ cánh an toàn. Rồi. Mừng quá. Xong rồi các bạn ơi. Chui qua được thành công rồi. Rồi, thành công. Cái gì mà gọi dầu rồi ơi, quay lại với sách đồ luôn. Vô vườn của anh Thắm cực quá cả nhà ơi, đổ mồ hôi luôn mà cũng chưa tới vườn. À, tới sầu riêng, giờ tới vườn sầu riêng rồi đó. Quá trời trái luôn nè, lên đây cũng vất vả lắm bạn, không phải giỡn đâu. Muốn vô vườn sầu riêng là cũng phải che chịu. Sầu riêng trồng sen với lương trơn. Nghe mùi thơm ngay sau rồi đó. Đâu có sầu riêng rụng hả? Rồi có mùi thơm mày. Sầu riêng là chín rụng tại cây luôn đi. Đâu? Đây sầu riêng của anh Thắm này, tại vườn của anh Thắm đây. Sầu thơm chưa? Thơm phức rồi, đứng thơm phức luôn. Ui, khui ăn luôn đi. Nè, khui luôn đi. Gồm gồm lại đây cho nhiều ăn là cho đã chứ. Nghe nói sầu riêng bữa nay em... Bao. Thấm bao bụng mà. Bao bụng. Đâu nè. Lên gồm gồm lại đây. Ôi, nè, sầu riêng. Thôi ớt coi. Khiến vô luôn. Ôi, có xâm. Ngon không? Chín cây á. Trời ơi. Ủa kiến nó vô luôn. Mày. Nè nè, ăn đi, ăn. Ăn thử coi. Bé là ăn sầu riêng nè con. Bé. Ui. Mình không có uổng công mình chung qua gào, mình vượt qua cầu rồi này kia. À, được.
Chúng cây thử luôn đi. Ngon đi. Này mới rụng nè, nó rụng xuống đất luôn. Hai mối. Anh thấy mèo mèo đen quay lắm. Nãy giờ mình qua chấm mình tới đây. Cô riêng sầu riêng chín cây rụng tại vườn này. Xin lỗi mọi người, mình làm hư muối sầu riêng rồi. Xin mời mọi người. Đây nhão rồi. Sầu riêng. Sầu riêng nè cả nhà. Mời cả nhà ăn sầu riêng chung với mình cho vui nha. Anh mới quay sầu riêng Chành Y phải không? Dạ. Sầu riêng nó dở. Ở đây có nè. Em biết. Mời tất cả các bạn nha. Nãy giờ cũng lèo đèo lội suối đến hơi đổ mồ hôi xíu. Đây sầu riêng nhà mình. Đây mời mấy bạn sầu riêng tại vườn mấy bạn. Trời ơi. Sầu riêng này, sầu riêng nay nó chín rộ rồi. Đây một phút quảng cáo nha. Nè đã không? Đây chào tất cả các bạn nha. Từ nãy giờ mình lèo đèo lội suối. Vô được cái vườn riêng nó hơi đổ mồ hôi chút xíu. Nhưng mà tới đây thì sầu riêng rụng rất là nhiều nha các bạn. Đây sầu riêng chín. Sầu riêng này thì mình đem lên Sài Gòn bán luôn. Số điện thoại của mình là 0933 718 115. Ai ở khu vực Sài Gòn muốn ăn thì mình sẽ ship lên đây nha các bạn. Giá cả là bảo đảm với bạn là nó sẽ rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Tại vì mình là cây nhà lá vườn. Đây sầu riêng tại nhà luôn, tại vườn luôn. Ăn tại vườn, nó mới rụng luôn á. Sầu riêng này á, chắc chắn 100% là mình không nhúng thuốc nha các bạn. Chín tới đâu hình bán tới đó. Nên bà con, cô bác, anh chị nào có ăn ở Sài Gòn thì mình sẽ ship tới nơi nha các bạn. Đó, đây thử một muối cho bạn coi, rất là ngon. Đây mình đang cầm một muối sầu riêng G6 này nha. Làm hồi nãy thiệt luôn á. Hồi nãy mình làm mấy ngày hết. Mày nó hơi mệt chút xíu. Hơi bị cực. Không chua không ổn công ha. Đây là của ăn yên gái. Cầm mà rung tay luôn á. Anh Thương nè. Hột béo. Có chắc bạn ơi. Anh ơi, mèo. Anh ăn sầu riêng bánh tre anh thấy sao anh mèo? Cảm giác đi. Cảm giác rất là ngon các bạn ơi. Đây đây còn nó ngọt mà vừa béo nữa, sầu riêng này béo dữ lắm bạn. Đây các bạn, sầu riêng này anh định tiếp về Sài Gòn bán luôn hả anh Lâm? Đúng rồi, mình đem lên Sài Gòn bán luôn các bạn. Cả nhà mình có ai muốn ăn sầu riêng mà không có nhúng thuốc mà sầu riêng ngon á thì liên hệ với anh Thấm nha. Số điện thoại của anh Thấm là 0933 718 715. Có gì cả nhà liên hệ anh Thấm để anh Thấm ship sầu riêng đến tận nhà mình nếu ở khu vực Sài Gòn nha. Mình cũng mệt lắm luôn đó mày. Đuối đuối nè. Lần đầu tiên mình mới thấy khu sầu riêng kiểu mới cả nhà ơi. Một cây luôn. Sầu riêng nó chín cây mới khui được vậy. Sầu riêng chín cây mới khui được vậy nha. Vỏ mỏng quá chứ ha. Vỏ mỏng dễ khui. Nè. Trời ơi, muối này nó ngon quá à. Đã không? Trời ơi, nó vàng. Cái cây nhỏ anh ha. Đúng rồi, cây nhỏ xài dữ lắm. Nãy phải lại cây đó cây. Ôi, này là nó rụng mình mới khui được vậy chứ. Cả nhà thấy ở Bến Tre khui sầu riêng độc và lạ không? Đâu cần dao đâu. Cực kỳ độc lạ luôn á. Sầu riêng chín cây tự nhiên vậy các bạn ơi. Không không, mà vỏ mỏng nhánh à. Ồ, G6 này nha. G6 cơm vàng hạt lép. Rồi thử đi. Thử đi. Không ăn nữa đi chứ. Thử gì nữa thử. Thử mệt luôn rồi. Không, chui không uổng công ha. Quá trời ngon luôn. Biết sao không? Tại vì mình chui mình đi mệt á, mình lại mình ăn cái ngọt quá nó gắt cổ. Gắt quá. Nó phải cầm dao ra. Lấy cái review cho anh Thấm cái rồi. Sầu riêng quá ngon luôn cả nhà ơi. Đây anh Phong ăn thử nha các bạn. Nè. Chào mấy bạn nha. Chui ngon. Anh Thấm mình giới thiệu đây mấy bạn ơi. Quá trời đẹp luôn. Đây là muối sầu riêng rất là nhìn bán không ăn, không biết ăn không. Mình mời cả nhà ăn sầu riêng nha. Sầu riêng chín nè. Từ nãy lo ăn không, không phát biểu gì. Quá thì ngon luôn. Phát biểu cái anh mèo. Cảm giác là đi chứ ăn vô. Quá tuyệt vời luôn. Ngon lắm mấy bạn ơi. Các bạn coi chín thì sầu riêng ngon dữ lắm cả nhà ơi. G6 hạt lép, cơm vàng hạt lép. Cơm vàng. Trời ơi, ta nói vườn sầu riêng của anh Thấm á, sầu riêng mà ăn nó ngon thiệt, nhưng mà ăn không nổi rồi mà cũng còn tham, cũng cầm. Thôi giờ cắn cái cho cả nhà xem nè. Mới nói ăn không nổi kêu cắn cái cũng cắn liền. Không, cả người cắn, cả nhà xem ráng cắn thôi chứ thật sự là ăn không nổi thiệt. Cái muối sầu riêng nó bự vậy nè. Bỏ thì uổng hả? Bỏ thì uổng. Mà dày cơm ha anh. Dày. Mà nó ngọt béo nữa. Ngọt đậm luôn. Quá ngon luôn. Cả nhà xem á, đi vườn sầu riêng mà thu hoạch sầu riêng chín cây luôn. Vậy mới hấp dẫn chứ. Đi mấy bạn ơi, nhưng mà cũng còn lòng tham mấy bạn ơi, cũng còn sách đi theo nữa chứ giờ ăn hết nổi rồi nè, muối còn nữa nè. Cái đó sách đi theo của hôm nay sách đem về nữa nè. Giờ bưng thêm tái sầu riêng nữa đi, không có nổi luôn nữa nè. Nóng chôm chôm mà còn thêm tái sầu riêng nữa. Có ngọn luôn. Sợi rớt lên. Rồi cũng nữa rồi hả? Không được. Tái sầu riêng. Rớt không được à. Thơm nè.
Thôi vậy là anh không hái là chút nó cũng rụng hả? Ừ, đúng rồi. Đó nè, tính cây chiều là rụng. Ừ. Nè. Thơm rồi. Nhưng mới chín vậy. Bởi vì nó già dữ lắm hết rồi. Đợt này là về thì hái hết á. Nào. Ừ, có vị thơm mẹ. Trời ơi, cái cây sầu riêng có chút xíu mà trái à. Quá trời luôn. Ta đã chín rồi đó. Bỏ vậy là biết nó chín rồi. À, giờ mấy anh đi hái sầu riêng mà người nào cũng đội nón bảo hiểm hết trơn cả nhà. Này là nó dài rội luôn hả bác? Trái này là khoảng 3 ngày là ăn được rồi nè. Sầu riêng mẹ nó nếm cái cuốn này nếm được luôn. À, nếm mà nó ngay luôn. Nếm mà nó ngọt à nó mới già. Nếm được luôn. Nếm được. Nó có mủ không? Mủ vô cái ngọt lắm. Ngọt không? Ngọt không? Trời ngọt. Ừ, đó ngọt là nó già đó. Ồ, đây là thêm một cách nữa là nếm cái cuốn sầu riêng mà nó ngọt là nó già. Mới hái con cây mà được đóng sầu riêng này nè. Các bạn cứ gọi cho mình bảo đảm. 2, 4, 6, 8, 10, 11 trái rồi. Một cây mà 11 trái rồi. 11 trái cây này cũng khoảng cũng cỡ 30 kg ha anh Mèo. À, 11 trái này cũng khoảng tầm khoảng 30. Thì hái mấy cây là được rồi. Cho ta cắt một dao một là muốn hết luôn á. Dạ. Bán cho lái rồi là nó cắt. Lại nó đang không có từ thời mà ông nội của ông Tư tới giờ. Dạ đúng rồi. Ngày năm là ngày chánh á, ngày năm là ngày chánh á. Giống như bài hát vậy đó. Người bố là cái gì ba là nông dân à. Ba tôi là lão nông dân á. Người làm vườn là từ nhỏ lớn. Giờ là đẩy vô hả ông Tư? Mình để cho nó trồng lên lớp nữa được không ông Tư? Hay là... Dạ. Quá trời luôn. Chi sáo hết nha cả nhà. Cây là một xe rùa vậy là hai là ngon rồi. Trái này xe này là cỡ mấy ký ông Tư? 80. 80 không Tư? Trời, hái có hai cây mà 80 ký không Tư? Dán chụp anh Mèo ơi, còn đi ăn còn có 20 ký à? Rồi, trời ơi, tới sầu riêng quá to luôn. To là bằng ba tay dưới kia còn dưới đó, tay đồng đồng vậy đó, tay dưới này. Tay dưới còn bự hơn nữa, cây có 3 cái. Trái này mấy ký ông Tư? Trái này chắc khoảng 3 ký không? Hơn. Trái này gần 4 ký lắm. Có 4 ký quá. Cái sầu riêng này có gọi là sầu riêng heo chưa ông Tư? Không. Nè, trái này nè. Cái này bự nữa nè. Tới dưới bài, tới dưới là xuống rồi. Bỏ cây này. Người ta có dao, người ta búng. Ở trái đó chín luôn à. Ôi, chín luôn hả? Rồi, cái trái này khỏi. Cái trái này nó không có cần hái mà nó rụng luôn. Chín rồi. Để mình phân biệt cho cả nhà xem là sầu riêng chín á. Cái này mà ai ăn được. Cái sầu riêng chín là nó có cái cùi mà nó có gai gai vậy nè cả nhà. Cái vậy là sầu riêng nó rụng nè. Là mà như mà cái trái dưa gan mà nó chín nó hạ càng ra vậy đó. Màu giáp nữa. Ông Tư cầm hai. Trời ơi, tới sầu riêng. Ủa cái hai trái đó mình hái không được hết hả anh? Trái sầu riêng mà nó rớt vô vỏ mà muốn cắm cái đầu luôn. Trái sầu riêng này chắc cỡ 4 ký à. Rồi thôi, clip của mình sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn Thắm đã cho tụi em trải nghiệm vào vườn sầu riêng rất là vui. Và hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo nha. Rồi xin chào cả nhà.